Thứ nhất là đánh giá về về việc làm cái hiện tượng ca sĩ Thủy Tiên bây giờ gây chia rẽ rất là nhiều anh em ở trên cộng đồng mạng này, cũng như bà con nhân dân ở khu vực miền Trung, người ta đã hiểu lầm. Bởi vì bọn chúng, các thế lực thù địch, các thành phần phản động này, nó đã đặt câu chữ bơm vào mồm của ca sĩ Thủy Tiên, nên người ta đã hiểu lầm rất lớn. Alo, Vi làm gì anh nhiều súng lắm vậy? Chào Dương Vi, chào. Có súng gì chơi đấy. Thì trước khi nói về vấn đề Thủy Tiên á, thì chắc anh xin nói phân tích mấy cái câu bình luận của trong nhà mình trước đi, ha, để cho nó thông qua cái này đi cho nó dễ, rồi mình nói tiếp vấn đề kia. Thì ở đây Vâng. á, anh thấy có cái câu của bạn Phương Nguyễn nè: mục đích tuyên truyền câu nói liệu những dòng tốt em tiên công khai nhằm trục lợi để tung hô nghề nghiệp, hay mục đích nửa Tây nửa Tàu? Anh cần câu trả lời đính chính, đúng và trong mọi hoàn cảnh. Thì câu này tôi xin nói với bạn Phương Nguyễn thế này: cái vế đầu tiên á, như bạn nói đó, là mục đích là nhằm nhằm trục lợi để tung hô nghề nghiệp hay đúng không? Thì tôi nghĩ cái chuyện này á, nếu cho dù theo góc nhìn của bạn là có, thì cái chuyện này nó chẳng lớn, đúng không? Vì cái công sức người ta bỏ ra như thế, người ta làm như thế, thì cái chuyện có thể người ta lồng ghép một tí gì đó trong vấn đề này, thì cái này tôi nghĩ là vấn đề này không có gì phải đáng để bàn. Bất cứ ai, tôi nói thẳng luôn, bất cứ ai khi làm cái công việc này, họ cũng sẽ có cái động thái này. Kể cả họ làm không vì mục đích tung hô cho nghề nghiệp của họ, nhưng mà họ cũng tung hô lên cái điều gì: tôi đi làm việc thiện, đúng không ạ? Cho nên cái chuyện này nó là không phải là vấn đề lớn nha bạn Phương Nguyễn. Còn câu thứ hai á, bạn nói là mục đích nửa Tây nửa Tàu, đúng không? Nếu mà đã nửa Tây nửa Tàu á, thì theo tôi nghĩ cái này là mới góc nhìn của bạn thôi, còn để đánh giá chính xác có nửa Tây nửa Tàu hay không á, thì cái vấn đề này tôi nghĩ là để cơ quan chức năng người ta xác định, thì nó sẽ là khách quan và nó chính xác hơn, đúng không? Thứ nhất là sao, mình không oan cho Thủy Tiên, đúng không ạ? Cái thứ hai á, là dư luận người ta sẽ gọi là có cái cửa chính danh hơn, người ta nhìn vào vấn đề. Cho nên cái vấn đề này tôi chỉ coi xem như là góc nhìn là của cá nhân bạn thôi. Thì cái chuyện đó là góc nhìn của cá nhân bạn, thì bạn nhìn như thế nào đó là chuyện của bạn. Mà ở đây tôi tin rằng cái vấn đề này thì chính quyền sẽ xác minh cái điều này, đúng không? Cho nên mình khó phải lăn tăn về cái điều đó. Và một câu nữa bạn nói là anh cần một trả lời đính chính, đúng và trong mọi hoàn cảnh. Thì thứ nhất tôi xin nói bạn như thế này, là tôi xin lỗi bạn nha, bạn đang đứng trên góc độ nào bạn để bạn đưa ra cái yêu cầu này, đúng không? Xét về mọi góc độ luôn, tôi xét về mọi góc độ luôn. Bạn có làm được như Thủy Tiên chưa? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn có phải là một cán bộ ở trong ngành hay là một cái địa phương nào đó mà bạn đặt cái yêu cầu này ra, đúng không ạ? Cho nên là cái vấn đề góc thứ ba này thì đề nghị bạn nên xem lại, nên 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 xem lại cái điều đó. Thì cái đó là cái câu của Phương Nguyễn. Hồi nãy cái câu gì của Nguyễn Thanh Sơn á: dài dòng không nói hết, nói chung là lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi, bất chấp kể cả việc lớn lời, cố tình tạo đó để bọn phản động xuyên tạc, chửi bới chính quyền, đúng không? Thì cái vấn đề ở đây á, thì tôi với góc của nhìn của tôi xin nói với bạn Nguyễn Thanh Sơn thế này: lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi, bất chấp kể cả việc lớn lời, thì vấn đề này có theo bạn, theo tôi nghĩ á, bạn có hơi khắt khe đối với Thủy Tiên, đúng không? Cái này tôi không minh Thủy Tiên nha, bởi vì á, cái định nghĩa và cái chữ lớn lời á, thì mình cũng thể chưa thể là mình định nghĩa thế nào cho nó đúng, có thế nào là lớn lời, dùng từ ngữ ra sao mới gọi là lớn lời và nhỏ lời, đúng không ạ? Chỉ đơn giản là góc nhìn cá nhân có thể, và khi mình nhìn vào cái thời điểm đó là tùy thuộc theo cảm xúc của mình thôi.
thì mình nhận định nó là lớn lời hay nhỏ lời, đó là do cái góc mình, cái cảm xúc của mình tại thời điểm đó, đúng không bạn? Chứ còn cái vấn đề mà lớn lời hay nhỏ lời thì như tôi đã nói thì cũng chưa có ai khẳng định được như thế nào là lớn lời, đúng không? Đó, nên bạn xem lại. Còn cố tình tạo đó để bọn phản động xuyên tạc, chửi bới chính quyền thì vấn đề này là tôi nói bạn nghe nha. Thì tôi xin hỏi bạn á, trước khi cái chuyện lũ này xảy ra, coi như là chuyện lũ này chưa xảy ra đi, thì cái tội phản động đó, nó chửi bới, nó chống đối chính quyền á, cái chuyện nó có xảy ra hay không? Hay là nhân cái cơ hội này tụi nó đạp thêm vô để nó nâng cao thêm cái điều này lên nữa? Tức là tôi cho rằng nó nâng cao cái cấp độ lên, nó lợi dụng, nó lợi dụng, nó bắt bẻ từng câu chữ một, trong khi cá nhân nào đó lỡ lời, đúng không ạ? Điển hình như cái chuyện mà cái clip mà cái cô Thủy Tiên á, là người ta cắt cái đoạn clip đó lại là do cái ekip của ta mớm lời cái gì đó, là coi chừng chết với chị, đúng không? Đúng không? Thì thật ra cái câu đó tôi nói thẳng với bạn á, cái câu đó là cái câu cửa miệng thường tình, thường đùa của cái những người ở trong khu vực miền Nam này, và cái giới trẻ người ta là vận dụng cái câu này rất là nhiều. Thì tôi cho rằng trong vấn đề đó, thí dụ như cô ta quen lời rồi, hoặc là thí dụ có người kia mớm, có người mớm vô, có người mớm lời vô, rõ ràng cái clip đó là do cái một người trong ekip của cô ta mớm lời câu đó, và cô ta giống như liệu cô ta nói theo, và mình chụp vào đó, cho nên tụi phản động nó chụp vào đó để nó nâng cao quan điểm cái chuyện này lên, trong khi chúng ta lại vô tình chúng ta bị cuốn theo cái điều đó. Các bạn công nhận không? Em xin ngắt lời anh một chút. Rồi, biết nói đi. Cái tớt đấy nói rằng Thủy Tiên để PR cho việc làm Thủy Tiên và nâng cao cái giá trị bản thân, thì cái điều đó Dương Vi khẳng định Thủy Tiên không cần. Bởi vì sao? Bởi vì đối với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên ấy, nổi tiếng rất là lâu, không những gì mà người dân ở trong nước biết, mà cả thế giới cũng biết về cầu thủ bóng đá Công Minh. Vợ chồng Thủy Tiên, Thủy Tiên là một ca sĩ nổi tiếng, thành công, thành đạt trong giới ca sĩ, văn nghệ sĩ. Nên là nhiều người cũng ghen ăn tật ở trong giới văn nghệ sĩ, nhiều người ghen ăn tật ở về cặp vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Và những người từng là cầu thủ bóng đá cũng ghen ăn tức ở với Công Minh lợi dụng vấn đề này, nên đã cố gắng nâng cao cái quan điểm của ca sĩ Thủy Tiên là đánh bóng tên tuổi là một, thứ hai lợi dụng vấn đề này để tăng quảng cáo đấy, và PR cho bản thân để nổi tiếng thêm. Điều đó hoàn toàn sai. Bởi vì sao? Bởi vì nhắc đến ca sĩ Thủy Tiên với Công Minh, hai vợ chồng này, một cặp trai tài gái sắc mà cả thế giới người ta cũng biết đến. Khi nhắc đến Việt Nam có cầu thủ với ca sĩ nổi tiếng này, hầu như ai biết đến, nên không cần cái PR bản thân. Và các công ty muốn đăng quảng cáo chỉ cần liên hệ, người ta chưa chắc đã nhận, chứ đừng nói bảo là hai vợ chồng này đi tìm để đánh bóng tên tuổi, lợi dụng việc này để đi tìm đăng ký quảng cáo. Mà hơn nữa, hai vợ chồng này kinh doanh rất là thành công, mà Thủy Tiên á cũng chính là một nhà thiết kế thời trang, nhưng mà không nổi về thời trang. Công Minh cũng về bóng đá, nhiều câu lạc bộ, nhiều người mời để làm những công việc huấn luyện, thậm chí làm cả những công việc chuyên môn về bóng đá cho nhiều câu lạc bộ, nhất là giới trẻ người ta cũng rất quý vợ chồng Công Minh Thủy Tiên, bởi vì những cái việc làm của họ xuyên suốt trong nhiều năm, nhưng mà với số lượng tiền nó chưa lớn, nên các thế lực thù địch với những fan hoặc anti fan, những người ganh tị Thủy Tiên Công Minh này người ta chưa đặt vấn đề và chưa gây nổ. Còn bây giờ các thế lực thù địch nó lợi dụng cái hiện tượng này bơm bớm vào, nên nhiều người bị cuốn theo là ở chỗ đó không tỉnh táo. Em khẳng định là như vậy. Thì
Thì đó, thì giờ để Ok hơi đại chị tiếp, anh xin nói trước mới hết mấy cái câu này rồi anh sẽ đi tiếp cái vấn đề của Phi. Như câu của bạn Hoàng Yến nè, việc Thủy Tiên huy động được một khoản tiền lớn hỗ trợ cho nhân dân miền Trung, điều đó rất đáng quý, đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong đó Thủy Tiên là người của công chúng, cô ấy hơn ai hết phải thận trọng lời nói, từng cái chia sẻ của mình. Chứ như vụ nói về bác dưỡng ấp thì em thực sự rất bức xúc. Thì tôi xin nói bạn Huy Yến thế này nè, cái chuyện mà cá nhân bạn bức xúc đó thì tôi có thể hiểu về cái điều đó, nhưng bạn cũng nên đặt trường hợp mình trong hoàn cảnh của Thủy Tiên vào thời điểm đó như thế nào. Bạn cứ nghĩ đi, thân một cô gái như thế đi làm một cái công việc giữa cái vùng lũ như vậy, đúng không ạ? Và bao nhiêu công việc nó dồn lên, chưa kể là phải lo tiền chia như ra sao và bị áp lực dư luận thế nào, và thậm chí còn phải là giải trình những khoản đấy ra sao nữa. Thì đôi khi trong cái lời nói á, có sự sơ sót, thì thiết nghĩ á, thì mọi người cũng nên rộng lượng và Thủy Tiên ở góc độ này, đúng không ạ? Còn đúng sai như thế nào ở dưỡng ấp á, thì theo tôi biết là chính cô Thủy Tiên cũng đã có tới những lời xin lỗi với bác dưỡng ấp, thì cái đó điều mình đáng ghi nhận, đúng không ạ? Cho nên là mình cũng đừng có khắt khe quá, cái gì nó cũng vậy, mình phải hiểu mình đặt trong hoàn cảnh đó, mình là người bị như thế, thì đôi khi những lời nói mình lỡ lời mình đáp lại, đúng không, cũng không phải đơn giản chút xíu nào hết đó. Nói vậy để bạn hiểu. Bởi cô Nguyễn Thanh Sơn, không ai nói về vấn đề PR cho bản thân hết, nhưng lợi dụng từ thiện để cho bọn phản động xuyên tạc chửi bới chính quyền thì lại là vấn đề khác. Thì cái câu này của bạn Nguyễn Thanh Sơn á, tôi thấy bạn sai nhiều lắm. Vì sai ở đâu bạn biết không? Bạn nói nhưng lợi dụng từ thiện để cho bọn phản động xuyên tạc, bạn lấy cơ sở nào bạn nói người ta lợi dụng xuyên tạc, lợi dụng từ thiện để cho bọn sẽ xấu xuyên tạc, đúng không? Bạn đặt vào cơ sở nào bạn đặt vấn đề này, đúng không? Tức là bạn muốn cái này là một cái lời vu cáo, mà bạn vu cáo thì bạn phải có cơ sở, đúng không ạ? Bạn đâu thể nói khơi khơi vì một cái bức xúc gì đó, bạn nhìn vào cái góc độ nào đó bạn cảm thấy bạn bức xúc và ức chế, bạn đặt ra cái câu này, thì tôi cho rằng là bạn đặt câu này quá vội vàng và thiếu suy nghĩ chút xíu. Rõ ràng như vậy, tại vì bây giờ tôi nói thẳng với bạn luôn, cũng chưa ai mà đủ cơ sở để khẳng định được rằng là vợ chồng Thủy Tiên lợi dụng việc từ thiện để cho bạn bọn phản động xuyên tạc. Câu này đúng đó, là bạn phải nói nè, bọn phản động lợi dụng vào việc của Thủy Tiên làm từ thiện để xuyên tạc thì nó sẽ chính xác hơn, và tôi sẽ hoàn toàn đồng ý về điều đó, cá nhân tôi, nếu mà đứng trên góc độ cá nhân tôi, đúng không ạ? Còn nếu cô Thủy Tiên có sai như thế nào, hay là cô ta có lợi dụng như ra sao, thì như tôi đã nói ở trên, chắc chắn chính quyền người ta đã giám sát và người ta ghi nhận điều đó. Này chị Bích Liên còn này, nói vậy khác nào bảo Thủy Tiên là phản động. Nếu nếu mà cái câu hỏi câu nói của ấy còn trước Nguyễn Thanh Sơn ấy còn vậy là quy chụp luôn là Thủy Tiên phản động ngay. Nhưng mà Thủy Tiên nói là đối với việc làm của Thủy Tiên này này hết sức là trong sáng và minh bạch, còn rất là nhiều vấn đề mà Thủy Tiên nghĩ đến rất là lo lắng, trong đó có các thành phần phản động ở trong nước và ngoài nước nó núp lùm, nó lợi dụng cái việc này sẽ chống phá Thủy Tiên và chống phá cả chính quyền, có một cái tớt là có nội dung đó nhé, mà Đó, Thủy cái câu Tiên này tự là, thấy là tham gia vào chính trị chính em như thế đó. và cái câu tiếp theo của bạn Nguyễn Thanh Sơn, bạn lại nói hay này, cái câu này tôi công nhận là bạn nói hay nè, tức là phải theo sát mới rõ, không theo sát mà nói theo cảm tính, vô tình mình cổ súy cho những việc làm tương tự sau này đấy. Cái này tôi công nhận là bạn nói đúng nè, nhưng mà cái góc nghĩ của bạn như thế nào thì tôi chưa biết nha, bởi vì câu này như thế nào phải theo sát mới rõ. Thì bạn thấy hình ảnh những việc mỗi cái đoàn từ thiện của Thủy Tiên đi tới đâu á, có phải là có cơ quan chính quyền luôn hỗ trợ sát bên không? Từ cảnh sát giao thông tới những anh công an địa phương, và thậm chí là những dân quân tự vệ, đúng không ạ? Mà bạn cũng biết rồi, ở trong một cái đám đông như vậy á và công khai như thế, thì theo bạn cái điều gì mà người ta phải sẽ giấu được, đúng không?
Tức là cái cô Thủy Tiên cô đi làm tới đâu là đều có mọi góc nhìn, và thậm chí là rất nhiều góc nhìn mình nhìn vào để giám sát đó, tức là để giám sát cô Thủy Tiên đó, đúng chưa? Đúng Cho rồi. nên tôi nói là vấn đề bật nặc câu này là theo góc nhìn của bạn như thế nào thì tôi không dám nói, đúng không? Tôi không dám khẳng định. Nhưng mà về đơn thuần về cái câu của này thì tôi công nhận là cái câu này hay, tôi chỉ nói thế thôi, còn bạn có nhìn nhận như thế nào đó là chuyện của bạn. Thủy Tiên rồi không hưởng cái đợt tìm mấy người anh đang tức ở nó sai bét hết. Ở đây có cái câu còm của chị Bích Liên rất hay: chính những người yêu nước cực đoan đang bị bọn phản động lợi dụng, lại đổ thừa cho Thủy Tiên bị lợi dụng. Chính xác luôn á. Đó nè, cái câu của Bích Liên nè: có ông cán bộ hy sinh vì nhiễm khuẩn, Thủy Tiên cũng lội nước suốt đó. Mọi người thấy không, là vấn đề ở đây giống như tôi đã chia sẻ trên live của Dương Quy mấy ngày trước, nếu mà các bạn đấu tranh đó, có tinh thần đấu tranh, các bạn yêu yêu đất nước đó, yêu quê hương đó, thì tại sao các bạn không nâng đều tôn vinh hai cái hình ảnh này lên, đúng không? Tại sao các bạn lại Đúng. lấy một cái hình ảnh kia để đi đả kích cái hình ảnh này? Có phải cái điều đó là chính các bạn đã đưa mình vào cái bẫy của tụi phản động không, đúng không ạ? Bởi vì sao, ở trong một đất nước á, mọi việc phân công nhiệm vụ á đều có hết. Về góc độ của người dân, tôi tin rằng á, trong cái việc làm từ thiện lũ vừa qua không ai làm tốt hơn Thủy Tiên. Còn về góc Đối độ của chính với quyền, góc độ của chính quyền, các bạn thấy rõ rồi đó, đúng không? Người ta làm cái gì nó cao cả hơn nữa, nó to lớn, mặc dù nó không phải bằng là một con số tiền 150 tỷ. Mà số tiền nha, là tôi chưa nói là cái chuyện sau lũ nhà nước sẽ lo như thế nào nữa nha, tôi chưa đề cập tới cái chuyện đó, tôi chỉ đề cập tới vấn đề hiện tại và thời điểm xảy ra, đúng không ạ? Là họ đã đi cứu dân mà bao nhiêu đồng chí hy sinh, các bạn thấy không? Và kể cả nè, một ông cán bộ đã hy sinh vì nhiễm khuẩn do lội nước suốt đúng chưa? Đúng ra nếu các bạn như vậy á, các bạn cái trong vấn đề này, các bạn nếu mà người thật sự mà có nghĩ về cái chuyện chung của đất nước, các bạn phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Cái chuyện nào nó không lớn không đáng thì các bạn phải nên bỏ qua một bên, bởi vì chuyện nào nó còn cái đó, sau này cái con sâu hay cái gì nó sẽ lòi ra hết. Và chúng ta phải cùng tôn vinh hai hình ảnh này lên để làm gì, để cho AWE nó không có cơ sở để nó chụp vào nó xuyên tạc, nhất là cái đám phản động. Đây là hình ảnh đoàn kết, đúng ra các bạn phải tôn vinh, kết nối vấn đề hình ảnh của người dân và chính quyền cùng chung tay xây dựng đất nước này hai hình ảnh này là rõ nét nhất. Các bạn lại không cân nhắc vào điều này, chọn lọc cái nào nặng cái nào nhẹ, cái nào nên làm cái nào nên nói, đúng chưa? đúng Trong khi các bạn cứ dùng hai hình ảnh đối chọi nhau, rồi sao, là có phải cái đám phản động nó ngồi ngoài nó cười không? Rõ ràng chưa? Mà trong khi hai hình ảnh này ai cũng vì dân, vì nước, vì miền Trung, vì đồng bào bị lũ lụt, chứ không, họ không dùng riêng cho các cá nhân của họ. Người bỏ công, người bỏ sức, thậm chí người bỏ mạng nữa. Hình ảnh đó các bạn sao không vận dụng vào? Các bạn lại cứ ngồi mà các bạn xăm soi hai bên, mà các bạn lại đối chọi nhau làm gì? Rồi tôi hỏi, xin hỏi các bạn á, sau khi các bạn những hình dùng những hình ảnh đối chọi nhau á, rồi các bạn nhìn lại đi, các bạn được cái gì? Được cái gì? Giỏi lắm các bạn được thả một cái like, hai cái like ảo trên mạng thôi chứ được cái gì? Mà cái like đó nó có chính nghĩa hay không á là chưa xét tới, đúng không? Đúng. Cái chính đó thì các bạn lại không nhìn ra. Trong khi đó, cá nhân những anh em ngồi ở dưới đây luôn, kể cả các bạn luôn, nhìn lại đi, làm được cái gì cho bà đồng bào miền Trung chưa? Mà tại sao mình lại đi phán xét những người làm công việc đó?
Lúc Thấy nãy có gì mọi sai người sai đây có không? đưa tin về việc đó, nhưng mà bây giờ á, báo chí nhiều người lợi dụng vào cái vấn đề về hiện tượng xoay quanh vấn đề đó để câu view câu like, có nhiều lượng người đọc chạy theo lợi nhuận, nên nhiều khi phóng viên, chính phóng viên nó chạy theo lợi nhuận nên nó quên rằng mình phải có trách nhiệm viết đúng viết đủ theo bản chất của sự việc, phân tích nó một cách đúng đắn, nhưng mà họ vì lợi nhuận nó quên đi điều đó, nên nhiều người cứ dựa vào những tờ báo chính thống nó để nghĩ sai lệch về bản chất vấn đề, rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm luôn. Bởi vì tôi nói là các mọi người tỉnh táo lại đi. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận một điều. Các bạn lên Facebook bạn chơi vì cái gì? Các bạn tham gia vào mạng xã hội các bạn vì cái gì? Đúng không? Đúng rồi. Và khi sự cố sự việc xảy ra nó cùng lúc đó, tôi đã từng nói một sự việc nó xảy ra nhiều vấn đề thì nếu chúng ta mà tỉnh táo đó, là chúng ta phải ngồi cân nhắc lại là nên chọn vấn đề nào để mình làm, để mình nói, và nên loại bỏ những vấn đề nào nó gây ảnh hưởng đến cái chung. Đúng mà, chứ đâu phải đơn thuần mà các bạn cứ nghe người này mớm từ này người kia mớm từ kia rồi với góc nhìn của mình thì mình thấy à mình a dua theo. Vậy cuối cùng đó, như tôi đã hỏi đặt câu hỏi với các bạn đó, tới giờ phút này các bạn được cái gì, làm điều đó các bạn được cái gì rồi, đúng không? Em chắc chắn là mất. Mất rất là nhiều, anh nói thẳng với Vi, mất rất là nhiều. Trước tiên là mất cái gì, là mọi người đã mất cái sự đoàn kết anh em với nhau, cái đó là cái đầu Đúng. tiên là mọi người phải dính rồi. Đó là cái gì, là anti fan và fan, ủng hộ và không ủng hộ, đúng không? Trong khi hồi xưa thí dụ chưa có vấn đề xảy ra, mọi người trong diễn đàn có thể là không cần biết diễn đàn này hay diễn đàn nào, tôi chỉ nói chung diễn đàn nào mà các bạn cảm thấy các bạn thích, các bạn ủng hộ là các bạn rất vui vẻ và ủng hộ với nhau, đúng không? Rất là hòa đồng như một người nhà. Mà chỉ vì câu chuyện này rồi sao khác quan điểm với nhau là tự nhiên anh em quay qua là hục hặc với nhau thế này thế nọ, đúng không? Cái đó là cái mất đầu tiên rồi. Rồi chưa kể tôi nói thí dụ là về lâu về dài sau này thì sao nữa. Cho nên những người chơi như này á thì các bạn nên tỉnh táo xem lại đi. Các bạn cứ nhớ đặt câu hỏi chơi vì cái gì và lên tham gia lên tiếng đấu tranh vì cái gì, đúng không? Đấu tranh vì cái Đúng. gì, chọn lọc cái gì để biết mà lựa vậy đó. Còn cái câu của Nguyễn Thanh Sơn này nó hơi rối chút nè. Đầy nước trong can của từ trong đợt 2, những comment khuyên bảo xóa comment chửi bới chính quyền thì được đưa lên top, còn những comment kia là bị xóa dứt. Thì vấn đề bạn nói cái này thì không biết là trong trang của ai, ý là cô tôi tạm thời hiểu là trong trang của Thùy Tiên, đúng không? Thì cái góc này nè tôi xin chia sẻ với bạn thế này, là bạn phải hiểu rõ, tức là Thủy Tiên làm cái trang đó thì Thủy Tiên có phải là người trực tiếp quản lý kiểm soát những cái comment đó hay không, hay là cô ta lại để cho một cái ekip hoặc ủy quyền cho một ai đó, mình giống như mọi người gọi là quản trị viên xét duyệt những cái comment đó, đúng không? Thì cái vấn đề này á thì đúng ra phải đặt vấn đề với ngay cái người quản trị viên. Giống như trường hợp nào, tôi dẫn chứng luôn, các bạn nhớ hai biên tập viên của đài truyền hình Quốc hội gì đó đi phỏng vấn con Hồng Thúy Hàng đúng chưa? Thì Đúng. trường hợp đó thì sao, các bạn đâu thể mà các bạn chụp vào cái chủ trang được hay là chụp vào Quốc hội được, rõ ràng không ạ? Thì cái điều đó là các bạn phải đi chụp thẳng trực tiếp vào hai cái phóng viên đi phỏng vấn hai cái con Hồng Thái Hoàng đó, rồi chúng ta mới liên đới quy trách nhiệm ra là tổng biên tập tại sao lại xét duyệt, rồi mới truy ra được cái ngọn ngành vấn đề. Chứ mình nói khơi khơi như này, mình nói mình quy chụp cho người đầu tàu thì là
cái đó chúng ta lại hơi 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 nóng vội và lại sai nữa, là chúng ta vô tình chúng ta lại bước tiếp sai của những người đó nữa, đúng không? Đúng. Tôi dẫn chứng cụ thể đó thôi, còn các bạn cứ ngồi nghĩ lại đi coi có hợp lý hay không hợp lý. À, ngay đơn giản cái vụ việc này này, nói về báo chính thống ấy, cái vụ đài truyền hình quốc hội phỏng vấn Hồng Thái Hoàng đưa lên TV kia là có phản hồi và đài truyền hình quốc hội lập tức xóa ngay cái clip đó. Đấy, còn đối với báo Nhân Dân ấy, có đợt đưa cái hình ảnh Hoàng Duy Hùng lên sau có phản ánh ấy, thì chính cái đài truyền hình Nhân Dân ấy, cũng phải rất là đắn đo cân nhắc trước những cái bài gửi của Hoàng Duy Hùng. Đấy. Đấy, rồi. Nó nhiều phải do người kiểm duyệt. Mà ở đây này, nói về những cái bảo là sao nhiều cái like, nhiều cái ấy trong một cái tớt. Bởi vì đấy này, một bên ấy cảm thấy cái fan của Thủy Tiên chẳng hạn, thấy cái tớt đó đăng hay đúng bênh vực Thủy Tiên thì người ta like, đúng không? Ừ. Cái comment ấy người ta like. Ừ. Ngược lại mà bên anti-fan thấy người ta chửi Thủy Tiên bệnh hay thì người ta vào like. Một cái like dần dần nó kéo theo rất là nhiều cái like khác thì nó đông lên, có vậy thôi. Anh sẽ đọc qua tiếp theo. Chính những người yêu nước cực đoan đang bị bọn phản động lợi dụng, lại đổ cho Thủy Tiên bị lợi dụng. Thì cái câu cái vế sau thì đúng bạn Nguyễn Bích Liên, nhưng mà mình dùng cái từ yêu nước cực đoan thì nó theo tôi là cũng hơi vội và hơi bức xúc quá. Cũng không, mình cũng không nên dùng cái từ yêu nước cực đoan trong đây thì nó sẽ hay hơn nha bạn Bích Liên nha. Đó là từ sau khi bị cộng đồng mạng lên án mới thế. Thì đó như tôi đã nói với bạn rồi, thì mình phải xem xét kỹ lại là nó từ đâu. Chúng ta cái vấn đề đó là phải tìm ra. Và tôi tin rằng sau cái việc này Thủy Tiên cũng phải tìm ra thôi. Chính Thủy Tiên phải tìm để làm gì? Để cô ta chứng minh cô ta. À, Công Vinh cũng đã nói rồi. Công Vinh là dù thế nào chăng nữa, Công Vinh sẽ bảo vệ vợ đến cùng. Thậm chí những người xúc phạm mà vu cũng đặt điều cho vợ chồng Thủy Tiên thì sẽ nhờ cơ quan chức năng, đấy, cơ quan quản lý nhà nước tìm hiểu rõ và xác định rõ, đưa ra xử lý. Đấy. Và nhiều người anti-fan này đã quay sang chửi luôn Công Vinh. Chửi rất là thậm tệ. Mà cái điều đó là đúng, là không đặt điều rõ ràng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đối với cá nhân chưa nói. À, ở đây có câu nói ai bắt mũi ai, ai lợi dụng ai chưa biết nhé, phải có thời gian theo dõi. Cái điều đó là đúng, nhưng mà bây giờ chưa đâu vào đâu hai bên lao vào chửi bới nhau, xong rồi các thế lực thù địch phản động nó lợi dụng vào cái này, nó quy chụp cho lãnh đạo chính quyền ở địa phương, thậm chí cả đảng nhà nước, thậm chí đánh luôn cả nghị định 64, đúng không? Cái đó là gì? Cái đó thể hiện có một bàn tay ma mánh của các thế lực thù địch, nó luôn luôn đi theo sát từng thời điểm, từng cái công việc của Thủy Tiên, chỉ nhăm nhăm một cái sơ hở của Thủy Tiên ra là bọn nó bụp ngay. Đặc biệt là Thủy Tiên người công chức. Khoan xin ngắt bi cái, giờ anh kéo lên anh thấy cái câu comment này anh thấy là hơi lố nè. Nói vậy là diễn đàn ủng hộ việc lợi dụng từ thiện để bôi nhọ chính quyền, đánh bóng tên tuổi cá nhân, đặt dấu hỏi. Nãy tôi đã nói với bạn rồi, đúng không? Bạn phải dùng cho chuẩn từ nha, phải nói rõ là ai lợi dụng từ thiện bôi nhọ chính quyền. Chứ bạn đừng có nói mà diễn đàn nha. Tôi nói cho bạn Nguyễn Thanh Sơn nha. Bạn lấy cơ sở gì bạn khẳng định? Tức là nãy giờ anh em mình đã phân tích hết lời với bạn rồi, mọi góc cách đều đưa ra hết rồi, thì tôi cho rằng cái vấn đề này của bạn là cố chấp. Bạn bảo thủ và cố chấp. Hồi nãy giờ ở đây diễn đàn nè, tôi nói cho bạn nghe là ai ủng hộ
ở đây nãy giờ người ta là đưa ra vấn đề là nhiều góc nhìn, nhiều cái hướng nhìn khác nhau để mọi người nhìn nhận, đúng không ạ? Đúng. Chứ chưa cá nhân nào mà lên tiếng gọi là ủng hộ lợi dụng cho bạn. Bạn xài cái từ này là tôi thấy bạn hơi quá rồi đó, là bạn quá đáng đó. Vì tôi chưa khẳng định bạn là nằm ở que hay củi hay là củi, đúng không? Tôi chưa khẳng định được điều đó. Thì hồi nãy giờ là anh em mình vẫn trao đổi với nhau trên vấn đề là bạn bè. Bạn bè ở đây là gì? Là những người cùng lên một diễn đàn trao đổi và thảo luận về cái vấn đề nào đó. Nha Thanh Sơn Nguyễn. À, em xin bổ sung này. Ừ. Dương Vy mở diễn đàn ra không phải bênh vực một cá nhân hay một tổ chức nào, mà ở đây phải dựa trên đánh giá phân tích tất cả những sự kiện hay những hiện tượng, những cái tài liệu hoặc những gì mà Dương Vy thu thập được, qua đó mở diễn đàn đánh giá một cách công tâm và khách quan, đúng với bản chất nha. Điều duy nhất là Dương Vy bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cái đó là cái bất di bất dịch trong cái tư tưởng của Dương Vy và trong diễn đàn này. Còn để bảo vệ một cá nhân hay một tổ chức nào ngoài đảng, không bao giờ. Phải nói đúng, nói chuẩn. Ngay cả hai phóng viên đài truyền hình quốc hội Dương Vy cũng viết bài, vẫn làm lại, vẫn nói luôn nha. Anh nên nhớ một điều này Nguyễn Anh Sơn. Rồi em mời anh bây giờ xoay quanh sang cái vấn đề là nhiều đài báo luật phản động nó nói rằng á, người dân Việt Nam rất là quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống ở bên nước Mỹ. Ừ. Thì ở đây cái đề tài này, cái việc vấn đề này thì anh cũng nói với Dương Vy, thật ra là nói là nhờ mấy like trước rồi Vy nhớ. Ừ. Chứ không phải là bây giờ mới nói. Thì rõ ràng là cái luận điệu của tụi phản động là gì? Nó cố tình nó lôi kéo, giống như nó gây áp lực. Gây áp lực gì? Gây áp lực là chọn phe. Đó. Đúng rồi, đây là vấn đề chính là nó nằm ở đó. Cho nên tại sao nó bằng mọi cách nó lồng ghép nó tuyên truyền, giống như hồi chiều này trong đó, mọi người chia sẻ một cái clip đó, và anh cũng đã chuyển qua cho Vy rồi. Rõ ràng cái clip đó đầu trang là mình thấy là của báo mới, đúng không? Nhưng mà nội dung bài viết là của cái trang TTV. Và cái trang đó là gì là mọi người biết rồi. Thì ở đây là cái độ láo của tụi nó là sao? Tụi nó chèn được vào trong cái trang của báo mới để nó đánh lừa người xem. Đánh lừa ở đây là đánh lừa sao? Đánh lừa là tức là cái trang chính thống, cái trang của trong nước đã cũng lên tiếng về điều này. Mình thấy nó nguy hiểm ở chỗ đó không? Anh nói ví dụ như anh em mình đó, trực tiếp là những người tham gia ở đây đó, tham gia mình biết, mình xem qua một tí là mình biết ngay là cái độ mà nó trá hình cỡ nào. Chứ còn những người chơi đơn thuần, ví dụ người ta ít quan tâm về vấn đề này thì người ta đâu để ý. Người ta chỉ nhìn vào cái đầu tiên là cái gì? Cái báo mới. Và ta xem. À, khi ta xem ta nói thôi báo mới đưa vậy là ok rồi, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là mọi người thấy rõ rồi, nó chỉ lồng ghép những hình ảnh đợt mà tổng thống Trump qua đây dự hội nghị APEC, và trong khi cái câu chuyện nó lồng ghép vào, nó đưa ra một cái câu chuyện, nó nói, nó thuyết trình là hoàn toàn khác hẳn về điều đó. Bởi vậy anh đã từng nói mấy bữa trước là thì nó đang đi cố tình áp dụng cái điều này rất là với tần suất rất cao. Và anh để ý là cái anh theo dõi cái trang VOA, hầu như ngày nào nó cũng đưa một bài về cái vấn đề này. Nó chỉ khác nội dung, nó sấy qua sấy lại, đảo tới đảo lui thôi. Đó. Còn nội dung thì hầu như là không thay đổi. Cũng vì mục đích là đa số dân Việt trong nước, tại sao dân Việt Nam trong nước lại ủng hộ ông Trump, lại muốn là ông Trung đắc cử. Thì anh cho rằng đây là cái độ nguy hiểm của cái đám mà phản động tuyên truyền ở nước ngoài. Cho nên mọi người á, khi bây giờ từ giờ đó
không phải là từ đây mà từ cái vụ lũ cũng vậy. Chúng ta xem cái gì á, xem cái kênh nào, cái trang nào, chúng ta nên xem xét cho kỹ. Bởi vì tụi nó bây giờ tụi nó ẩn mình rất là khéo, nó trá hình rất là cao. Tôi thấy nhiều người, thậm chí nhiều người tham gia ở đây luôn, nhiều khi mình nó lơ là một xíu mình đâu nhận ra. Nó đánh hay cái này nè, thứ nhất là cái trang báo mới, cái thứ hai cái hình ảnh. Cái hình ảnh là gì? Tổng thống Mỹ cầm cờ Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cũng đi theo, là toàn là cảnh là đẹp cho Việt Nam không à. Đúng chưa? Cái tâm lý đầu tiên nó đánh vô mắt con người á, nó đánh vào từ ánh mắt tới từ thị giác cho tới cái góc nhìn á. Ok, quá đẹp rồi, tức là Việt Nam là hình ảnh này là quá tốt, quá đẹp rồi. Thì là cái lỗ tai, cái thính giác lại quên đi những cái lời của nó. Bỏ qua đi những cái lời của nó lồng ghép vào trong đó. Cho nên cái gì á thì mọi người nên xem lên gì anh em cho tỉnh táo, xem xét lại cho nó kỹ trước khi mình đưa ra một cái nhận định của cái vấn đề nào đó. Thì đó, anh đó, cá nhân anh lên là anh chỉ ý kiến như thế đó. Đối với cá nhân anh vì còn gì nữa không, cùng em thảo luận phân tích ở trên live, đưa ra những cái nhận định rất là khách quan, rất là rõ ràng và trung thực và hết sức là có ý nghĩa. Vì vậy chúng ta phải hết sức tỉnh táo trong nhìn nhận, tiếp thu thông tin, nhìn nhận, đánh giá, phân tích tình hình một sự việc, sự vật hay hiện tượng nào đó, không dễ bị các thế lực phản động nó dắt mũi. Chuyện bình thường, ngay cả báo chí, truyền thông, đài truyền hình cũng vậy. Nó lợi dụng đài truyền hình, nó cắt ghép, nó bỏ câu, bỏ chữ lên, là cho lên Facebook, YouTube là đi nhầm, hướng nhầm cả một cái vấn đề rất là hệ trọng. anh Sơn nói thêm câu của bạn Nguyễn Thanh Sơn nè. Chắc gì việc phân tích ở đây là đúng, thì tôi công nhận với bạn, đúng không? Tại vì á, ở đây là cái gì? Mình phải hiểu thế này, đây là cái diễn đàn. Chúng ta lên là chia sẻ, thảo luận và mổ xẻ vấn đề. Và mỗi người sẽ đưa ra một cái góc nhìn đó. Đúng không ạ? Thí dụ bạn có góc nhìn của bạn, tôi có góc nhìn của tôi. Dương Vy có góc nhìn của Dương Vy. À, rồi mọi người cùng nhìn vào. Và chúng ta đối chiếu xem góc nhìn nào nó có cái tính hợp lý cao. Cái tính đúng đắn. Thì cái đó là đúng. Đúng không ạ? Chứ còn ở đây là phân tích thì ai cũng phân tích được hết. Như cá nhân bạn, giờ bạn lên bạn phân tích cũng vô tư, đâu có gì đâu. Nãy giờ bạn dưới là những câu của bạn cũng là được xem là một sự phân tích rồi. Đúng chưa? Còn đúng sai như thế nào, đúng bao nhiêu, sai bấy nhiêu, để người xem, người nghe, người ta sẽ tự đưa ra cái nhận định cho bản thân của họ. Thế thôi. Mình đâu phải xoắn ba cái chuyện này làm gì.